Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Đã từ rất là lâu rồi, cụ thể là vào tháng 4 năm 2020 thì mình đã cho lên sóng một cái video review về những sản phẩm skincare bình dân rẻ xịn. Và cái video đó đã có lên đến là 7 triệu lượt xem nha mọi người ơi. Thực sự là mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xung quanh cái video đó khi mà nhìn lại thì mình thấy rằng có những cái sản phẩm, ví dụ như là nước tẩy trang Bi-Face đã cải tiến về bản mới thì không còn được như cái thời điểm mà mình review nữa. Và thực sự là đến thời điểm bây giờ khi mà nhìn lại mình vẫn thấy rằng đó là một cái video có những cái sản phẩm mà mình rất là tâm đắc. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục lên sóng một cái video review về những sản phẩm skincare bình dân rẻ xịn phần 2. Mà mình nghĩ rằng là những cái sản phẩm này chắc chắn sẽ được rất nhiều bạn yêu thích. Và đây hầu hết là những cái sản phẩm mà mình đã có thời gian trải nghiệm đủ dài, cũng có đủ cảm nhận đối với tất cả những cái ưu điểm, nhược điểm. Và chắc chắn rằng trong video ngày hôm nay mình sẽ liệt kê đủ tất cả những cái cảm nhận thực tế của cá nhân mình khi sử dụng những cái sản phẩm này. Và mọi người lưu ý nha, trong video ngày hôm nay thì không hề có booking PR từ bất cứ một nhãn hàng nào cả. Đã 3 năm rồi mình mới tiếp tục lên sóng một cái video review skincare về những sản phẩm rẻ xịn. Cho nên mình mong rằng là video này sẽ giúp ích cho mọi người có thể lựa chọn được ra sản phẩm phù hợp nha. Vì có rất là nhiều sản phẩm và trong đó có những cái sản phẩm mà mình đã từng review rồi, cho nên mình xin phép đi qua nhanh nha. Sản phẩm đầu tiên mà mình rất là yêu thích, và đây thực sự là một cái sản phẩm đã thay đổi cái làn da của mình, đó chính là khăn mặt khô nha mọi người ơi. Và đây là của hãng Chillwipes. Cái này thì mình đã từng review rất là lâu rồi. Sản phẩm này thì hiện nay đã đạt 1 triệu lượt bán ở trên Shopee nha mọi người ơi. Mọi người biết lý do vì sao không? Đây là một cái sản phẩm khăn mặt khô mà thực sự nó rất là tiện dụng luôn. Cái cuộn này là 80 khăn. Đây mình đang sử dụng nha mọi người ơi. Mình đã sử dụng không biết bao nhiêu cái cuộn này rồi. Về cái chất liệu khăn ấy thì nó sẽ là 100% sợi Vichy, rất là thân thiện đối với làn da, không hề để lại sơ bông. Và cái khăn này, đây mọi người có thể thấy này, cái khăn này thực sự nó rất là chắc chắn. Và bên cạnh đó dày dặn nha, phù hợp để sử dụng với rất nhiều những cái công dụng khác nhau. Ví dụ như khi chúng ta lau mặt này, tẩy trang này, đắp lotion mask, hoặc là khi mà chúng ta đã sử dụng cái khăn mặt này rồi, hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng lại để có thể lau bàn, lau ghế hay là lau bất cứ một cái vật dụng nào, hoặc là với những cái vết bẩn. Nói chung mình thấy cái khăn này tiện dụng lắm luôn mọi người ơi. Chỉ với 35-38 nghìn cho một cái cuộn khăn này. Và mình từng livestream ở trên Shopee cái sản phẩm này chỉ 23 nghìn một cuộn như này. Thực sự nó rất là rẻ luôn nha mọi người ơi. Và kể từ khi mình sử dụng cái khăn mặt khô này thì mình thấy rằng là cái quá trình skincare vệ sinh hơn rất là nhiều. Và da mặt của mình cũng đã được cải thiện lên đáng kể. Cho nên 9 trên 10 nha, không cần phải bàn cãi. Chillwipes nha mọi người ơi. Đây là cái nhãn hàng khăn mặt khô mà mình thích nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tiếp theo đó là về sản phẩm tẩy trang thì có tổng cộng là 3 sản phẩm tẩy trang mà mình thực sự rất là yêu thích. Đầu tiên đó chính là tẩy trang L'Oreal HA màu tím. Sản phẩm này thì không cần phải bàn cãi về độ hot. Khi mà mình review cái sản phẩm này nó đã cháy hàng tận 1 tháng trời, sau đó mới có hàng trở lại nha mọi người ơi. Thực sự mình rất là vui khi mà những cái bài review của mình được mọi người ủng hộ. Và cái sản phẩm này thì cái khả năng tẩy trang của nó thực sự rất là tốt. Tẩy được sạch bong cái lớp nền chỉ với 3 miếng bông. Tất nhiên đối với những cái loại nước tẩy trang micellar water không có lớp dầu ấy thì nó sẽ không tẩy được những cái loại mascara chống nước cực kỳ cứng nha. Cái sản phẩm này khi trượt trên da thì rất là mềm mượt. Tẩy trang xong thì da ẩm mịn và không hề để lại cảm giác dính dít. Và rất là lành tính, mình nhấn mạnh là cực kỳ lành tính nha. Đối với những bạn nào mà sử dụng treatment ở trên da, sử dụng cái nước tẩy trang này thì cũng không hề để lại cảm giác châm chích. Sản phẩm này chỉ có một cái nhược điểm duy nhất thôi, đó chính là khi mà tẩy trang ở trên da thì nó có tạo bọt ở cái miếng bông. Và vô hình chung là có một số bạn sẽ khó chịu với cái cảm giác này. Nói chung cái sản phẩm này gần như không có một cái điểm gì để chê, 9,5 điểm trên 10 nha mọi người ơi. Có bổ sung thêm HA giúp dưỡng ẩm ở trên da và không hề có hương liệu. Tiếp theo đó sẽ là một cái sản phẩm nước tẩy trang. Đây mọi người có thể thấy này là mình sử dụng rất là nhiều. Đó chính là nước tẩy trang Eveline B5 Hyaluron Clinic nha mọi người ơi. Sản phẩm này thì không cần phải bàn cãi về độ hot. Đối với những bạn nào ấy mà có làn da nhạy cảm thì mình rất recommend mọi người sử dụng cái sản phẩm này. Sản phẩm này nó chỉ có duy nhất một cái nhược điểm thôi, là nó có hương liệu. Tuy nhiên cái mùi hương của nó thì thơm mát nhẹ nhàng, không hề gây kích ứng ở trên làn da. Trong bản thành phần ấy thì có chứa B5 này, HA, rau má và alantoin, đều là những cái thành phần có công dụng làm dịu và cấp ẩm ở trên làn da. Rất là thích luôn nha mọi người ơi. Đây hai chai mình có trên tay này, chai nào cũng đang sử dụng gần hết. Thậm chí mình mang đi công tác mà nó còn bị gãy cả nắp nha mọi người ơi. Rất là thích. 8,5 điểm trên 10, không cần phải suy nghĩ làm gì cả. Khi sử dụng cái sản phẩm nước tẩy trang này thì chắc chắn không bao giờ hối hận luôn. Tiếp theo đó là một cái sản phẩm sáp tẩy trang đến từ Hàn Quốc của Banila Co. Đây là dòng original màu hồng. Khi mà bước vào Olive Young ấy mà hỏi về sản phẩm sáp tẩy trang ấy thì hầu hết là đều sẽ được recommend về cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì cái dạng sáp của nó khá là mềm nha. Khi massage ra ấy thì nó sẽ tan về dạng dầu và chúng ta sẽ làm sạch được toàn bộ cái lớp make up luôn, kể cả là mascara, lâu trôi luôn nha mọi người ơi. Chỉ cần cho ra tay thoa đều lên trên mặt và nhũ hóa lại với nước lạnh nha, không cần nhũ hóa lại với nước ấm. Cách sử dụng thực sự rất là đơn giản và về công dụng của nó thì rất là tuyệt vời ở trên làn da. Sau khi tẩy trang xong ấy thì chúng ta sẽ thấy da mặt mềm mịn này, không hề có cảm giác dầu nhờn ở trên da hay là dính dít gì cả. Và bên cạnh đó khi sử dụng cái sáp tẩy trang Banila Co này thì mình thấy rằng là không hề có cái tình trạng bị kích ứng hay là nổi thêm mụn mới. Nói chung cái sản phẩm này nó lành tính lắm luôn ấy. Duy chỉ có cái nhược điểm thôi là cái chất sáp của cái sản phẩm này nó khá là mềm, cho nên khi mà sử dụng ấy thì nó hơi hao. Đây mọi người nhìn thấy này. Cho nên mình sẽ chấm cho cái sản phẩm này là 8,5 điểm trên 10. Nếu như đối với mức giá là khoảng tầm 299-300 nghìn cho một cái hũ sáp như thế này thì mình vẫn thấy là hợp lý và rẻ nha, ngon trong tầm tiền. Khen nhiều quá ấy, thì mọi người sẽ lại nghĩ rằng đây là một video booking, nhưng mà mình dám khẳng định với mọi người là không có bất cứ một cái nhãn hàng nào cho mình một cái đồng tiền tài trợ hay là đồng tiền booking nào trong video này. Cho nên mọi người lưu ý nha. Tiếp theo lại là hai cái sản phẩm sữa rửa mặt mà mình quyết định là sẽ gắn bó lâu dài. Đây chính là hai cái sản phẩm sữa rửa mặt, một là của Hada Labo màu trắng nha, và một là cái sản phẩm PHA 5.5 của Bye Bye Wonder Bath. Đây là hai cái sản phẩm sữa rửa mặt giá bình dân mà thực sự mình rất là yêu thích. Thậm chí khi mà mình đi du lịch nha, đi công tác mà mình không biết mua cái sản phẩm nào ấy, thì mình ngay lập tức đi vào siêu thị, không ngần ngại mà chọn ngay cho mình một sản phẩm sữa rửa mặt Hada Labo. Với Hada Labo màu trắng ấy thì không cần phải bàn cãi, trong sản phẩm này sẽ có chứa HA, không có chứa hương liệu, sử dụng rất là lành tính ở trên làn da. Và đối với những bạn nào học sinh sinh viên không biết lựa chọn cái sản phẩm sữa rửa mặt nào có độ pH phù hợp thì mình luôn luôn recommend cho mọi người sử dụng cái sản phẩm này. Có 6-7 chục thôi. Và điểm đặc biệt của cái sản phẩm này ấy, đó chính là chúng ta có thể mua ở khắp mọi nơi, trên siêu thị được bày bán rất là rộng rãi, đi đâu cũng có thể mua được nha mọi người. 9,5 điểm trên 10 không cần bàn cãi. Nói chung mình thích cái sữa rửa mặt Hada Labo màu trắng này lắm luôn ý, bởi vì nó quá là rẻ. 6-7 chục nghìn mà công dụng như thế này còn đòi hỏi gì hơn đúng không mọi người. Tiếp theo đó chính là sữa rửa mặt PHA 5.5. Mình cũng đã từng khen cái sữa rửa mặt này từ rất là lâu rồi. Đây là một cái sữa rửa mặt đến từ hàng của hãng Bye Bye Wonder Bath. Và cái điểm mà mình cực kỳ thích ở cái sữa rửa mặt này đó chính là kể cả đối với những cái ngày nào ấy mà da của mình đang có tình trạng bong tróc kích ứng ấy thì sử dụng cái sữa rửa mặt này ở trên da vẫn cực kỳ ngon ơ, không bị khô, căng, rát hay là châm chích gì cả. Trong bản thành phần của sản phẩm này thì có rất là nhiều những cái loại chiết xuất từ thiên nhiên và còn có 2000 ppm PHA, PHA nha mọi người ơi. Và độ pH của sản phẩm này là 5.5, cực kỳ phù hợp để sử dụng hàng ngày luôn nha. Và cái sản phẩm này nó còn có cái mùi thơm rất là nhẹ nhàng. 155.000 cho một cái tip sữa rửa mặt lớn như thế này, có khi sử dụng cả nửa năm còn không hết. Thì mình nói thật luôn, cực kỳ recommend cho mọi người sử dụng nha. Tiếp theo đó là toner. Mình nhấn mạnh với mọi người là mình rất ít khi khen toner. Trước đây thì mình có khen cái sản phẩm toner tím của nhà Cle, và thực sự cái sản phẩm đó tại thị trường Việt Nam nó cũng quá là viral rồi. Trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến hai sản phẩm toner mới mà mình đã có cơ hội trải nghiệm và thực sự rất là thích, và gọi là cực kỳ ngon trong tầm giá nha. Đó chính là Badskin Hyaluronic Spa Toner. Cái sản phẩm này thì đây mọi người có thể thấy đây, cái chai nó to đùng luôn, nửa lít 500ml nha mọi người ơi. Và lý do vì sao mình rất là thích cái sản phẩm này, đầu tiên đó chính là nó rẻ, thứ hai đó chính là dung tích nó lớn, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để đắp lotion mask vô tư luôn nha mọi người ơi. Đối với những bạn nào ấy mà các bạn có tình trạng da từ thường cho đến hỗn hợp thiên dầu, da dầu nhiều vẫn có thể sử dụng cái sản phẩm này được, da thiên khô dùng vô tư. Nhưng đối với những bạn nào mà da quá khô ấy, thì mình nghĩ rằng nên layer thêm những cái lớp kem dưỡng hoặc là serum nó dày một chút xíu để gia tăng khả năng dưỡng ẩm nha. Về kết cấu của cái sản phẩm này thì mọi người có thể thấy rằng là đây, nó sẽ kiểu đặc hơn nước và nó hơi nhất một tí, và cái màu của nó sẽ kiểu hơi đục như thế này. Đây mọi người nhìn thấy nha. Về cái chai toner này khoảng tầm 200 mấy 300 nghìn mà nó to như thế này thì mình nói thật không có điểm gì để chê. Nói chung cái sản phẩm này có công dụng rất là tốt, giá thành rẻ, dưỡng ẩm nhẹ nhàng ở trên làn da, có công dụng làm dịu và bên cạnh đó giảm khô căng tức thời ngay sau khi chúng ta rửa mặt. Mà đối với một sản phẩm toner ấy, công dụng của nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngoài ra ấy, thì cái sản phẩm này không cồn, không hương liệu, cá nhân mình thấy là rất an toàn, lành tính ở trên làn da. Nếu như xét về một cái sản phẩm toner giá rẻ, dung tích lớn và thực sự công dụng của nó rất là ổn ấy, thì mình sẽ recommend cho mọi người sử dụng cái sản phẩm Badskin Hyaluronic Spa Toner này, 8 trên 10 nha. Tiếp theo đó sẽ là một cái sản phẩm cũng không hẳn là toner, nhưng mà cá nhân mình thì mình dùng cái sản phẩm này giống như một cái loại toner ngay sau bước rửa mặt. Đó chính là sản phẩm CNP Propolis Treatment Ampoule Essence. Chính xác nó là một sản phẩm essence dạng tinh chất nha mọi người ơi. Khi mà mọi người sử dụng cái sản phẩm này thì mọi người sẽ thấy rằng là oh wow luôn. Về bản thành phần ấy, thì có chứa panthenol, niacinamide chiết xuất khổ sâm, 0,1% keo ong, có ceramide chiết xuất từ dầu đậu nành và mật ong. Về cái kết cấu của sản phẩm này thì khi đổ ra tay mọi người sẽ thấy rằng là đấy, nó đặc hơn nước một chút xíu. Và khi thoa lên da thì cái điểm mà mình không thích nhất ở cái sản phẩm này, nó có một cái mùi kiểu hơi hăng hắc, hơi keo keo. Nhưng mà khi sử dụng lâu dài rồi thì mình thấy rằng Cái mùi này nó cũng không phải là quá khó chịu nha. Thì đó chỉ là cái điểm trừ duy nhất thôi. Về khả năng cấp ẩm của sản phẩm này thực sự rất là tuyệt vời. Sáng mai ngủ dậy sẽ không làm da của chúng ta kiểu bị tiết dầu ra quá nhiều, nhưng mà nhìn cái da vẫn rất là căng, mịn. Và bên cạnh đó nếu như sử dụng lâu dài thì mình thấy cái chai Essence này nó thực sự làm cho da của mình khỏe lên từng ngày, căng bóng mịn màng và có một chút nào đó là chống lão hóa nha mọi người ơi. Chai này mình thích lắm luôn đây. Mọi người có thể thấy này, mình dùng hết một chai rồi mà bây giờ mình còn mua thêm những cái chai mini, những cái set tặng kèm mà nó có những cái chai lớn ấy để sử dụng, bởi vì mình quá là thích nha mọi người ơi. 9,5 trên 10. Nói chung cái sản phẩm này khi mà niêm yết thì giá của nó không phải là quá rẻ, nhưng lý do vì sao mình đưa vào trong cái video này bởi vì mình hay mua cái hàng xách tay ấy, thì cái hàng xách tay một cái chai như thế này chỉ khoảng tầm 300.000 cho 100ml dung tích thôi thì vẫn là rẻ nha mọi người ơi. 9,5 trên 10 không cần bàn cãi. Tiếp theo đó là về serum. Trong những cái năm trở lại đây khi mà mình sử dụng những cái loại serum mà kiểu bình dân mà có công dụng làm sáng da ấy, thì mình chưa thấy một cái sản phẩm nào thực sự để mình đưa vào cái video top những sản phẩm skincare rẻ xịn có công dụng thực sự hiệu quả trên làn da nha mọi người ơi. Trước đây thì có, nhưng hiện tại bây giờ là chưa. Mình đã test thử rất nhiều những cái loại vitamin C hoặc những cái loại serum sáng da mà cực kỳ đình đám ở trên top. Mình lấy ví dụ như Vegix này, rồi Bomdeada này, nhưng mà mình thấy rằng cái hiệu quả của nó thực sự chỉ dừng lại là những cái loại serum dưỡng ẩm thôi. Cho nên mọi người thông cảm cho mình là trong video này sẽ không có những cái loại serum giá thành bình dân có công dụng làm sáng da rõ ràng, bởi vì mình chưa thấy cho nên mình không đưa vào nha. Đầu tiên đó chính là serum Torriden. Lý do vì sao mình cho cái sản phẩm này vào video, nếu như mọi người đang tìm kiếm một sản phẩm serum HA có công dụng cấp ẩm, cấp nước cực kỳ tốt ở trên làn da, có thể sử dụng đối với mọi loại da, và sáng mai ngủ dậy không làm cái làn da của mọi người kiểu cực kỳ dính dít và bóng dầu, thì đây chính là sự lựa chọn dành cho mọi người. Để nói về serum HA, nếu như mọi người mong chờ cái công dụng của nó thực sự rất là thần thánh như là làm sáng da, chống lão hóa thì không có phải. Serum HA chỉ đáp ứng cái công dụng đó chính là dưỡng ẩm da, cấp nước và bên cạnh đó làm da của chúng ta căng mịn hơn. Thì đây chính là một con serum HA mà mình nghĩ rằng sẽ xoán ngôi những cái sản phẩm serum HA cực kỳ đình đám hiện nay ở trên thị trường. Về bản thân phần sản phẩm này thì mình thấy rất là đẹp nha, có chứa panthenol này và 5 loại HA với những cái loại kích thước phân tử khác nhau, giúp cho cái sản phẩm này có khả năng dưỡng ẩm và cấp nước ở trên làn da thực sự rất là tốt. Thấm vào da nhanh lắm luôn mọi người ơi, và đã thấm vào da rồi thì không hề để lại cảm giác dính dít gì cả. Nó chỉ có duy nhất một cái nhược điểm thôi là đối với những bạn nào mà da các bạn quá khô, mình đang nói là nhấn mạnh là quá khô nha, thì có thể khi sử dụng cái sản phẩm Torriden này mọi người sẽ cảm thấy nó không đủ ẩm. Ngoài ra trong bản thành phần ấy, thì mình thấy rằng có chứa chiết xuất từ rau sam, cây phỉ, rau má và còn có chứa cả ceramide nha. Cái sản phẩm này mình thật luôn dùng rất là thích, nhưng không hiểu sao tại thị trường Việt Nam nó không quá nổi tiếng. Có thể là hãng này không PR rầm rộ tại thị trường Việt Nam, nhưng thực sự ở bên Hàn rất là nổi nha. Rất là phù hợp đối với những bạn nào da thường, da hỗn hợp thiên dầu, da dầu nhiều và da thiên khô. Để đánh giá về một sản phẩm serum HA bình dân giá chỉ khoảng tầm đâu đó loanh quanh 200.000 thì cái serum Torriden này mình phải chấm là 9,5 trên 10 nha mọi người. Thực sự rất là thích luôn. Hãng không cho bất cứ một đồng tiền quảng cáo tài trợ nào, tự mua tự sử dụng. Để ngay cái bill mua trên màn hình đây cho mọi người thấy nhé, thích vô cùng. Tiếp theo đó sẽ là một cái sản phẩm serum HA dành cho da khô. Cái serum này thì nó khá là mới và nó chưa quá viral tại thị trường Việt Nam, nhưng mà bản thân mình cảm thấy rất là may mắn ấy, vì đã có cơ hội trải nghiệm những cái sản phẩm mới và thực sự là nó có công dụng tốt ở trên làn da. Về cái sản phẩm này ấy, thì đây là một cái sản phẩm serum HA không chỉ đơn thuần có chứa HA, thì trong sản phẩm này còn chứa amino acid và ceramide nữa nha. Về cái sản phẩm này thì cực kỳ phù hợp đối với những bạn nào da thường, da thiên khô và da khô nhiều, vì kết cấu của nó khá là đặc nha. Khi massage lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng là cái sản phẩm này dàn trải ở trên da rất là tốt, và về công dụng dưỡng ẩm thì không cần phải bàn cãi. Bạn nào da khô thì mình recommend mọi người sử dụng cái sản phẩm HA của nhà COSRX, còn bạn nào da thiên dầu, da thường thì có thể sử dụng Torriden nhé. Mỗi sản phẩm sẽ phù hợp đối với những cái loại da khác nhau, cho mọi người lưu ý nha. Thì đối với những bạn nào da thiên khô, da khô mọi người có thể thử nhá. Ngoài có công dụng là dưỡng ẩm cực kỳ tốt, mình nhấn mạnh là cực kỳ tốt vì kết cấu của nó hơi dày nhá, thì nó còn có công dụng làm dịu da, và sáng mai khi ngủ dậy mọi người sẽ thấy da của mọi người căng bóng mịn màng luôn. Nói chung đẹp nha mọi người ơi. Sử dụng con này nếu như thêm vào trong cái quá trình mọi người đang treatment ấy, nó cũng giảm thiểu tình trạng bong tróc rất là tốt nha. Chỉ có một cái đó chính là cái dung tích của nó hơi ít, 20ml, nhưng mà cái kết cấu của nó khá là đặc, cho nên khi sử dụng cũng không phải là quá hao. Mình sẽ chấm cho cái sản phẩm này là 8,5 trên 10 nha, ngon cho tầm tiền luôn. Tiếp theo đó là đến kem dưỡng nha. Trong phần 2 này mình sẽ review những cái loại kem dưỡng mới. Đầu tiên đó chính là A-Derma. Bạn nào xem TikTok của mình thì biết cái sản phẩm này mình rất là yêu thích. Chắc là bây giờ sử dụng đến cái tuýp thứ 10 mấy rồi nha mọi người ơi. Ngày xưa là mình sử dụng cái phiên bản cũ, nhưng mà cái phiên bản cũ thì công nhận là nó rất là lành tính ở trên làn da, nhưng về cái khả năng dưỡng ẩm của nó thì mình không đánh giá quá cao. Đây là phiên bản mới nha, A-Derma Universal Cream Hydrating. Thì cái sản phẩm này đối với những bạn nào da thường, da thiên khô, da khô nhiều, da thiên dầu vẫn có thể sử dụng được. Còn đối với những bạn nào da quá nhiều dầu thì mình không recommend cho mọi người sử dụng cái sản phẩm A-Derma này, bởi vì khả năng dưỡng ẩm của nó ở trên da khá là tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bước cuối cùng sau khi chúng ta treatment để giảm thiểu những cái tình trạng bong tróc và kích ứng ở trên da. Trong bản thành phần ấy thì có chứa bơ hạt mỡ, tuy nhiên khi bôi lên trên da thì không phải quá dính dít hay là khó chịu. Có chứa chiết xuất từ yến mạch thì đây là một cái dạng chiết xuất rất là nổi tiếng của nhà A-Derma. Trong hầu hết những cái sản phẩm của nhà A-Derma thì đều có chứa chiết xuất từ yến mạch nha. Ngoài ra trong bản thành phần này có chứa HA và vitamin E. Mình rất là recommend cái sản phẩm này cho những bạn nào mà da đang có tình trạng bong tróc nhiều này, kích ứng, và bên cạnh đó da các bạn rất là nhạy cảm thì có thể sử dụng cái sản phẩm A-Derma này nha. Đây là một cái hãng dược mỹ phẩm thực sự rất là nổi tiếng ở bên Pháp, nhưng mà ngay tại thị trường Việt Nam thì mình thấy rằng là không quá viral so với những cái hãng dược mỹ phẩm khác nha. Mình vẫn recommend mọi người sử dụng cái con kem dưỡng này, mình rất là yêu luôn. 9 trên 10 nha mọi người ơi. Tiếp theo đó sẽ là một cái sản phẩm kem dưỡng phục hồi đến từ Hàn Quốc, Atopalm. Cả hai cái sản phẩm này mình đều được bác sĩ da liễu kê nha. Cái sản phẩm A-Derma này mình được bác sĩ da liễu ở Viện Da liễu Trung ương ngoài Hà Nội kê. Còn Atopalm này thì mình được bác sĩ da liễu tại thành phố Vinh kê. Và khi mà mình đi Hàn ấy, sau đó một tuần mình đi Maldives ngay, thì cái làn da của mình ở trên body ấy, nó bị thay đổi quá là nhanh về thời tiết nha. Đang lạnh một cái sang nóng, cho nên là mình đã bị kích ứng, da ở trên body kiểu nổi sần sần, dần rất là ngứa ở trên làn da. Thì đi khám bác sĩ đã kê cho mình cái sản phẩm này có thể bôi được cho mặt và cho cả body. Nếu như để xét về khả năng phục hồi da thì cái sản phẩm Atopalm này thậm chí còn vượt trội hơn so với cả A-Derma. Đây đều là hai cái sản phẩm thiên về phục hồi da, nhưng mà A-Derma này là thiên về dưỡng ẩm hơn này, còn Atopalm này là thiên về phục hồi da. Và về cái sản phẩm này, cái kết cấu của nó khá là nhẹ nhàng, không phải quá đặc. Khi thoa lên da thì mọi người sẽ thấy rằng nó có một cái mùi thơm kiểu thảo mộc khá là nhẹ nhàng. Về khả năng phục hồi của sản phẩm này thì không cần phải bàn cãi luôn. Trong bản thành phần ấy thì có chứa rất nhiều những cái chất dưỡng ẩm ở trên làn da, có chiết xuất từ hạt nho, rau sam và dầu ô liu. Ngoài ra còn có dầu jojoba, HA và vitamin E. Cái kem dưỡng này mình thích lắm luôn. Đã sử dụng hết 2 tip 30ml rồi, vẫn mua thêm cái hũ 100ml. Trên tay mình đang là cái hũ 100ml và cũng đã sử dụng hết một nửa rồi nha mọi người ơi. Yêu lắm luôn. 9,5 trên 10. Đây hai cái kem dưỡng bình dân mà mình rất là thích, rất là recommend cho mọi người sử dụng. Về kem chống nắng thì chắc chắn đây sẽ là cái phần mà mọi người rất là mong chờ, bởi vì hàng ngày mình nhận được cực kỳ nhiều tin nhắn từ inbox với mọi người hỏi về những cái loại kem chống nắng phù hợp đối với từng loại da. Thì đầu tiên sẽ là Vichy. Cái này thì mình nghĩ rằng không cần phải nói quá nhiều nha. Đây là Vichy bản mới thì nó sẽ cải thiện hơn so với bản cũ là về cái khả năng kiềm dầu ở trên da tốt hơn, được khoảng tầm 3,5 tiếng nha mọi người ơi. Nhưng mà nó cũng có một cái nhược điểm, đó chính là hơi khó tán, và nếu như không biết cách tán thì nó sẽ dễ bị vón ở trên da. Rất tương đồng so với những cái loại kem chống nắng mà kiềm dầu tốt hiện nay ở trên thị trường thì hầu hết là nó đều dễ vón nha. Còn về cái finish mà nó kiểu bóng ẩm ở trên làn da ấy, thì chắc chắn là nó không có vón, nhưng mà cái độ kiềm dầu của nó thì lại không được như kỳ vọng. Và về kem chống nắng Vichy này có thể sử dụng được cho da treatment và nâng tông nhẹ nhàng ở trên da được khoảng tầm nửa tông, giữ tông ở trên da cũng tốt. Nói chung cuối ngày thì vẫn thấy da sáng mịn đẹp. Tuy nhiên chúng ta phải bôi đủ lượng nha. Nếu như chúng ta chỉ chấm sương 5 điểm ở trên mặt thôi ấy, thì mọi người sẽ thấy cái kem chống nắng này nó không nâng tông lên quá nhiều. Hãy lưu ý là bôi đủ lượng nha. Đây vẫn là cái kem chống nắng mà mình cực kỳ yêu thích trong hè này. Tiếp theo đó sẽ là kem chống nắng L'Oreal màu đỏ Invisible Flood. Cái này thì không cần phải bàn cãi. Mình review ở trên TikTok, video lên triệu view là sau đó nó cháy hàng cỡ tầm 2-3 tuần gì đó, sau đó mới có lại nha mọi người ơi. Khi chúng ta sử dụng ấy sẽ lắc đều lên như thế này, và khi cho ra tay thì mọi người sẽ thấy rằng chất sữa của nó màu trắng và nó không hề nâng tông nha. Cực kỳ phù hợp đối với những bạn nào thích sử dụng những loại kem chống nắng không nâng tông, thoa lên trên da rất là mỏng nhẹ, tiệp vào da tốt và không để lại cảm giác quá là dính dít ở trên da. Về khả năng chống nắng của sản phẩm này thì không cần phải bàn cãi. PPD 46 chấp tất cả các loại treatment luôn nha mọi người ơi. Mình nghĩ rằng đây sẽ là cái sản phẩm kem chống nắng mà bán chạy nhất của nhà L'Oreal. Hai loại kem chống nắng mà mình vừa mới review ấy, thì là dành cho những bạn nào mà da có sử dụng treatment ở trên da nha. Da thường không sử dụng treatment vẫn có thể sử dụng được. Nhưng có cái loại kem chống nắng nào của Hàn mà finish của nó rất là đẹp, nâng tông, và bên cạnh đó có thể sử dụng được cho những bạn nào skincare đơn giản hay không. thì mình sẽ recommend cho mọi người một cái loại kem chống nắng, đó chính là kem chống nắng của nhà CNP Tone Up Protection Sun. Sản phẩm này chỉ có SPF là 42, PA++, cho nên mình không recommend cái sản phẩm này cho những bạn nào sử dụng treatment mạnh ở trên da nha. Nếu chúng ta làm việc trong nhà, đi ra ngoài đường che chắn cẩn thận và không phải hoạt động dưới ánh nắng quá nhiều thì sử dụng cái kem chống nắng này mình nghĩ vẫn là hợp lý. Và về màng lọc của sản phẩm này thì chỉ có 4 màng lọc thôi, mình sẽ để ngay trên màn hình đây cho mọi người thấy nha. Điểm đặc biệt của cái sản phẩm này đó chính là cái kết cấu lên trên da của nó siêu đẹp. Đây mình đang bôi ở trên mặt đây, mọi người có thể thấy này. Nói chung là kem chống nắng này nó nâng tông đẹp nha. Trong bản thành phần của sản phẩm này thì có rất là nhiều những cái loại chiết xuất từ thiên nhiên giúp chống oxy hóa ở trên làn da. Mình lấy ví dụ như là trà xanh, vỏ thông, hạt nho và rau sam. Đây là kem chống nắng mà nếu như xét về finish hiện nay ấy, nó vẫn đang là top đầu trong lòng mình luôn, đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Bởi vì là ngoài cái việc nâng tông thì nó còn có hiệu chỉnh sắc da, làm da của chúng ta trông hồng hào và đều màu hơn. 8/10. Nói chung chỉ buồn một cái là về màng lọc của nó không quá mạnh nhưng mà finish thì đẹp. Tiếp theo đó là về xịt khoáng. Bây giờ mà khen cái sản phẩm này nữa thì mọi người nghĩ mình là booking cho cái hãng đàn ba này, nhưng mà thực sự là hãng đàn ba này không hề chi trả cho mình bất cứ một đồng tiền booking nào. Cách sử dụng đơn giản, xịt đều lên trên toàn bộ da mặt, có thể thay thế được cái lớp toner và có thể dùng như một cái lớp dưỡng da trước khi chúng ta sử dụng những cái loại serum dưỡng ẩm. Và bên cạnh đó, kể cả khi chúng ta đã make up rồi, xịt cái sản phẩm đàn ba này lên nó cũng làm da của chúng ta căng bóng rất là đẹp. Thôi bây giờ mình xịt luôn cho mọi người thấy nhá. Rồi bây giờ mình xịt trực tiếp cho mọi người thấy nha. Nó có 2 lớp dầu nước. Khi dùng chúng ta lắc đều lên, mình xịt lên da này. Đó. Da khô. Da khô thì mình dùng cái dòng màu vàng, còn da dầu thì mình dùng cái dòng màu hồng. Nhưng mà cái dòng màu vàng này mình nghĩ rằng là bán chạy nhất. Đối với những bạn nào da dầu, thiên dầu ấy thì nên sử dụng một lượng ít thôi, còn da quá nhiều dầu thì mình không recommend. Bởi vì khi xịt lên, đây mọi người thấy này, nó không chỉ đơn thuần là một cái loại xịt khoáng mà thực sự nó có cái lớp dưỡng ở trên da. Khi xịt lên một cái này, nhìn da của mình nó đủ ẩm, căng bóng. Kể cả khi cái lớp xịt khoáng này nó đã sét vào da rồi ấy, nó vẫn có công dụng dưỡng ẩm và làm dịu da rất là tốt nha. Bảng thành phần đẹp lắm luôn, có chiết xuất từ dầu quả bơ này, niacinamide này, chiết xuất từ nấm tróc phổ trắng này, có cả vitamin E nữa. Ngoài công dụng dưỡng ẩm, làm dịu, cấp ẩm, phục hồi ở trên da thì nếu như sử dụng lâu dài mình còn cảm thấy cái sản phẩm này có một chút nào đó làm da của mình được chống lão hóa, giảm thiểu tình trạng khô căng bong tróc và nhìn da của mình căng bóng mịn màng rất là đẹp luôn. Đối với những bạn nào ấy mà các bạn make up mà cảm thấy cái lớp nền của mình nó khô, cảm giác nó dễ bị kích kỳ ấy, xịt cái sản phẩm này lên cỡ khoảng tầm 3-4 pump thôi, nhìn cái lớp make up nó tiệp vào da đẹp lắm luôn, nhìn thật hơn rất là nhiều. Không có cái lời nào để diễn tả về cái sản phẩm này. Đợt vừa rồi mình livestream Shopee cái sản phẩm này áp mã voucher giảm 3% ấy, còn có 266.000 cho một chai 100ml như thế này. Mình nói thật rẻ, cực kỳ ngon trong tầm tiền. Kể cả 380.000 cho một cái chai này mình vẫn chấm là cái sản phẩm này 9,5/10 luôn. Nếu như bạn nào chưa có cơ hội trải nghiệm cái sản phẩm này, mình rất là recommend mọi người sử dụng cái sản phẩm này. Quá nhiều công dụng trong một và thực sự cái hiệu quả trên làn da của nó rất là tuyệt vời. Trước đây mình đã từng review một cái loại mặt nạ của Hàn Quốc, thì tiếp theo đây mình sẽ review một cái loại mặt nạ cũng đến từ Hàn Quốc mà thực sự mình nói thật luôn, nếu như đối với mức giá dưới 20.000 đồng cho một miếng thì nó phải gọi là gần như là top 1, top 2 trong lòng mình, vô địch trong tầm giá luôn. Đó chính là mặt nạ Wonjin. Mình đã sử dụng rất là nhiều rồi, bây giờ mới lên video review, chứ không phải cứ tự nhiên ngẫu nhiên mà lên video review đâu mọi người ơi. Dùng hết là 3 hộp rồi, mình chỉ giữ lại cỡ khoảng tầm vài miếng đây để cho mọi người thấy. Đây mọi người nhìn thấy không, mình dùng này. Đó, nhiều như thế này mà mọi người ơi. Mình để ngay trên màn hình đây cho mọi người thấy là cái quá trình sử dụng cái mặt nạ này nó đã diễn ra trong một khoảng thời gian rất là dài, cỡ khoảng tầm 4-5 tháng rồi mình mới lên video review nha. Về Wonjin này thì một cái hộp to như này nó có 15 miếng và giá chỉ đâu đó cỡ khoảng tầm 300 dưới 300.000 thôi, mà mình xem ở trên Shopee là khoảng tầm 260-280 một hộp như này. Nếu như chúng ta mua cả hộp mua lẻ thì khoảng tầm 19-20.000 một miếng, thì cứ mua cả hộp đi mọi người ơi, bởi vì một hộp như này chia ra có khoảng tầm 17.000 một miếng, dùng cực kỳ thích. Một cái miếng mặt nạ như thế này ấy, có 30g trọng lượng nha. Và cái mặt nạ ở trong ấy nó thiết kế cũng rất là thông minh, có một cái mặt lưới để cố định cái lớp mặt nạ và khi đắp lên da chúng ta sẽ lột cái lớp lưới đấy ra. Và cái miếng mặt nạ nó cực kỳ mỏng nhẹ, chứa rất nhiều dưỡng chất luôn. Phải gọi là đây là một trong những cái sản phẩm mặt nạ giá rẻ mà mình cực kỳ yêu thích luôn. Trong cái hộp mặt nạ này có tổng cộng là 4 loại nha, mọi người có thể thấy này, màu xanh lá này, màu xanh dương này, đó, màu vàng nha, màu vàng đây. Đó, và nó có cả màu hồng nữa. Thì mỗi loại nó sẽ có công dụng khác nhau. Riêng về cái loại màu vàng này ấy, thì sẽ có công dụng là làm sáng da này. Trong bảng thành phần của nó có vitamin C nha. Bên cạnh đó là cái loại màu hồng này sẽ có công dụng là phục hồi da và chống lão hóa. Loại màu xanh dương này sẽ là dưỡng ẩm cấp nước và cái loại màu xanh lá này sẽ là có công dụng phục hồi làn da tươi mới hơn. Tuy nhiên cả bốn cái loại này khi mà mình sử dụng ấy thì mình thấy rằng cái kết cấu của nó khá là tương đồng. Nếu như để nói về cái loại nào mình thích nhất ấy, thì có hai loại mà mình thích nhất nha. Đầu tiên đó chính là cái loại màu hồng. Loại này thì cấp ẩm cực kỳ sâu luôn, đối với những bạn nào ấy mà da có tình trạng bong tróc, cực kỳ recommend mọi người sử dụng cái loại màu hồng này nha. Dùng thích lắm luôn, đắp xong một miếng lột cái mặt nạ ra là nhìn cái da của mọi người đủ ẩm mà căng bóng mịn màng luôn nha mọi người. Tiếp theo đó sẽ là cái dòng màu vàng. Dòng này là dòng làm sáng da. Tuy cái công dụng làm sáng da của nó thì mình chưa cảm nhận rõ ràng, tuy nhiên cái dòng này cũng là một trong những cái dòng cấp ẩm cực kỳ tốt, đắp lên cái hiệu quả rất là rõ ràng ở trên làn da. Còn riêng hai cái loại màu xanh dương và màu xanh lá này thì cái công dụng đơn thuần của nó vẫn là cấp ẩm, làm dịu da nhẹ nhàng nha. Nói chung những cái loại mặt nạ của hãng này thì mình thấy rằng mỗi loại 19110, không có khác biệt quá nhiều về công dụng. Quan trọng nhất đó chính là cái dưỡng chất ở trong cái miếng mặt nạ này nó rất là nhiều. Khi đắp lên trên da ấy, nói chung không phải là dạng thạch quá đặc, nhưng mà cái khả năng dưỡng ẩm của nó thực sự rất là tốt, mình phải công nhận với mọi người luôn. Và cái điều mình thích nhất ấy, đó chính là cực kỳ an toàn, lành tính, khả năng cấp ẩm sâu, và bên cạnh đó phục hồi da rất là tốt. 9,5 điểm không có nhưng. Thật sự luôn, một video toàn khen không. Đã 3 năm rồi mình mới làm lại top những cái sản phẩm skincare rẻ xịn. Và thực sự đây là những cái sản phẩm mà phải gọi là cực kỳ tâm huyết đối với mình, bởi vì mình đã sử dụng trong một khoảng thời gian rất là dài. Và mọi người có thể thấy rằng là thông thường khi mà mình lên 10 video ở trên TikTok ấy, thì có đến 8 video là mình không có thích về cái sản phẩm đó, hoặc là thích vừa vừa, nằm trong cái mức gọi là tạm chấp nhận được trong mức giá. Còn 2 video mình sẽ rất là khen. Nhưng mà đến 3 năm rồi mình mới giới thiệu đến mọi người những cái sản phẩm skincare mà thực sự là mình rất là tâm đắc luôn đấy nha mọi người. Và mình mong rằng là cái video này sẽ giúp ích cho mọi người có thể lựa chọn được ra sản phẩm skincare phù hợp nha. Và tất cả những đánh giá trong video ngày hôm nay là đến từ vai trò một người dùng đã tự bỏ tiền ra mua những cái sản phẩm này, tự trải nghiệm, chứ không hề có bất cứ một đồng tiền booking PR nào trong video này, cho nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm nha. Và cơ địa cũng như cảm nhận của mỗi người là khác nhau, cho nên mọi người xem video để tham khảo thôi nha. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Cuối video thì ngay bây giờ mình cảm thấy rất là vui vì mình đã có cơ hội trải nghiệm và giới thiệu đến mọi người những sản phẩm skincare tốt, ngon, bổ, rẻ. Và nếu như mọi người muốn mình làm về chủ đề nào thì đừng quên bình luận ở ngay bên dưới cho mình được biết nha. Mình sẽ dành thời gian để làm từ từ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye!